Rồi, xin chào bạn con. Thầy có nhận được một cái câu hỏi của các bạn. Tiếp tục à, liên quan đến cái chủ đề in mà sử dụng vector hay là tích vô hướng. Thế thì ở đây cái đề bài là cho tam giác ABC đều cạnh A nội tiếp ở trong đường tròn tâm O bán kính R. Đường tròn tâm O bán kính R m là một điểm thay đổi mà thuộc cái đường tròn đó. Tức là m nó chạy ở trên đường tròn. Được chưa nào? Đấy, có rất nhiều điểm m ở trên này. Ta cứ hình dung như vậy. Rồi, tính giá trị nhỏ nhất giá trị nhỏ nhất của cái biểu thức 4MA bình phương cộng MB bình phương cộng MC bình phương. nhá. Rồi, ok. Thì chúng ta đã có bốn cái video đằng trước nói về các cái trường hợp tìm max min của độ dài vector, độ dài tổng hiệu các vector mà ở đó mấu chốt thầy có nói với chúng ta là gì là phải đưa về một vector. Thì ở đây nó cũng có cái sự tương tự. Ta nhận thấy là khi m thay đổi m thay đổi thì các vector MA hay là đoạn MA cũng thế, MB, MC nó sẽ thay đổi. Như vậy ở đây là sẽ có gì? Có 3 vector thay đổi. Mà ba cái vector thay đổi này thì nó lại ngắn dài ngắn dài di chuyển luân phiên lẫn nhau thì mình sẽ rất khó tìm được giá trị nhỏ nhất là bao nhiêu. Và cái ý tưởng ở đây là gì? Tốt. Vẫn là phải đưa về một vector thay đổi đưa về một vector thay đổi và có m thì từ đó mới tìm ra m xem nó nằm ở đâu đúng không nào thế mà đưa về một vector thì nói rồi chúng ta có cái ý tưởng là gì là chúng ta phải chèn thêm điểm chèn thêm điểm đúng không nào cho chèn thêm điểm và sẽ làm mất đi cái thành phần thay đổi ví dụ ở đây nháp chúng ta lại nháp như mấy bài trước nhá là chúng ta sẽ chèn thêm chèn thêm điểm y. Thế nhưng mà ở đây thì độ dài đoạn thẳng mà chứ đâu phải vector đâu mà chèn điểm y theo kiểu quy tắc ba điểm. Thì chúng ta lại phải nhớ một tính chất vô cùng quan trọng mà nếu không nhớ được cái cái chỗ chỗ, chỗ quan trọng này ấy thì là không có giải quyết được. Đó là gì? Đó là trong phân tích vô hướng, trong phân tích vô hướng nha. Thì nhắc lại để giải một cái bài như vậy thì không phải nói một câu hai câu mà xong được đâu thì nghĩ chắc phải 15 20 phút thậm chí là có thể hơn thì bọn con phải cố gắng theo dõi nếu mà hứng thú với dạng bài này nhá tích vô hướng người ta có một nhận xét là bình phương vô hướng bình phương vô hướng thì bằng bình phương độ dài bằng bình phương độ dài tại sao Tại vì tích vô hướng U nhân V thì bằng độ dài U nhân độ dài V nhân cốt góc xen giữa U và V. Cái này là ở lớp 10 mình vừa học xong. Thì bây giờ hai vector giống nhau là U vector bình phương thì có phải nó chính là U nhân với U không? Và sẽ được tính là độ dài U nhân với độ dài U nhân với cos của hai vector U và U. Thế hai vector giống hệt nhau thì sao? Hai vector giống hệt nhau là hai vector u. Thì góc ở đây là chúng ta suy ra là góc giữa hai vector sẽ là 0 độ. Hai vector cùng chiều nhá, cùng chiều lại còn bằng, bằng nhau nữa thì sẽ bằng độ dài u nhân với độ dài u nhân với cốt của 0 độ. Mà cốt 0 mình bấm máy tính thì nó ra là 1. Cốt 0 thì bằng 1 nhá. Vậy thì đến đây là nó bằng độ dài u nhân với độ dài u nhân với 1 và chính là độ dài vector u bình phương. Vì vậy người ta mới nói là bình phương vô hướng, cái này người ta gọi là bình phương vô hướng thì bằng bình phương độ dài. Và cái biểu thức viết thành đoạn thẳng và vector có đầu cuối là gì là vector bình phương thì bằng đoạn AB bình phương. Đây chính là điểm mấu chốt nhá. Người ta đọc là bình phương vô hướng bằng bình phương độ dài nó nằm trong phân tích vô hướng được chưa rồi phải nhớ cái đó thì mình mới chuyển cái độ dài của bài này độ dài đoạn thẳng thành vector thành vector bình phương vector bình phương thì khi có vector mình mới chèn thêm điểm y theo quy tắc 3 điểm theo quy tắc 3 điểm sau đó mình mới lại nhân tung hết nó ra nhá đấy thì phải dẫn dắt trước như thế rồi bây giờ mới mình nháp tiếp này nháp tiếp nháp tiếp vào đây nhá là gì thì cái đoạn nháp này là tí nữa trong lúc trình bày bài là mình không viết lại nữa. Được không nào? Bây giờ là cứ coi như biểu thức này là biểu thức T lớn đi. Thì bằng 4MA bình phương cộng MB bình phương cộng MC bình phương. Thì sẽ viết thành 4 nhân với vector MA bình phương cộng vector MB bình phương cộng vector bình phương. Bình phương vô hướng bằng bình phương độ dài. Để thế nào rồi bây giờ mình mới chèn cái điểm y vào thì thành mi cộng ia bây giờ là mình đang nháp để tìm xem y nó nằm ở đâu mà đúng không chèn thêm y nhưng mà y nằm ở đâu thì đây là đang mình đang nháp y có tính chất gì y thỏa mãn hệ thức vector nào đúng không nhá cộng với mi cộng ib tất cả bình phương cộng với mi cộng ic tất cả bình phương. Rồi bây giờ phải chịu khó ngồi nhân nó ra để cho bọn con hiểu là tại sao lại nghĩ ra cái điểm y thỏa mãn cái điều kiện nó dị, dị như vậy. 4 nhân này, mở ngoặc này. MI vector bình phương cộng 2 lần MI nhân với IA cộng với IA vector bình phương cộng với MI vector bình phương cộng 2 MI nhân IB cộng với thì xóa cái này nhá. Cần ghi chép gì thì cứ tua lại là được thôi mà. Cái lợi thế của việc học qua video là như vậy, chứ còn học trên lớp ấy Thầy cô xóa phát là mất luôn, không có gì mà tua lại cả. Cộng với IB bình phương vector cộng MI bình phương MI bình phương cộng 2 m -i nhân y nhân ic cộng ic bình phương đấy thì sau khi nhân tung nó ra thì nó được như vậy thế rồi cái gì tiếp nữa thì xóa đề bài nhá vì đề bài chép lúc đầu thôi chứ để mãi đến tận cuối video thì cũng không giải quyết được gì cứ làm hết đoạn dưới thì ta sẽ xóa đoạn trên rồi đây, tiếp tục. Thầy sẽ phải viết chi tiết. Nào bây giờ chúng ta đếm cho thầy đi. MI bình phương 4 5 6, như vậy chúng ta sẽ có gì? 6 cái MI vector bình phương cộng với 4 IA bình phương vector cứ để nguyên đã nhá. Cộng với một cái IB bình phương cộng với một cái IC bình phương. Còn cái hàng đẳng thức này thì ta phải tự biết nhá. Cái đẳng thức này thì nó siêu cơ bản rồi Nó là gì? Nó là A cộng B tất cả bình phương Thì bằng A bình phương cộng 2AB cộng B bình phương nhá Đấy Thế đến đây là nhóm xong thế này Còn cái gì? 8 lần MIIA Cộng 8 lần MI Nhân IA Cộng 2 lần MIIB 2 lần MI nhân IB cộng 2 lần MI nhân IC 2 lần MI nhân IC Rồi xong đúng chưa? 6 này 4, 1, 1, 8, 2, 2 Ok Rồi tiếp tục này Bằng Chúng ta nhớ lại nhớ vừa rồi là bình phương vô hướng Thì bằng bình phương độ dài Nhớ chưa? Thì vào đây là 6 lần MI bình phương cộng 4 lần IA bình phương cộng IB bình phương cộng IC bình phương. Đấy, bình phương vô hướng bằng bình phương độ dài. Thế còn bên này thì không 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 viết cái này thành độ dài được nhá, bởi vì nó còn liên quan đến góc nữa. Còn phải cốt giữa hai vector MIA xong rồi lại cốt giữa hai vector MIB -I mà góc giữa các vector này thì mình đâu đã biết đâu. Nên là mình đành phải làm là nhóm 2MI ra ngoài bên trong còn 4IA cộng với IB cộng với IC đóng ngoặc được chưa nào thế và mình hình dung là gì khi mình chèn thêm điểm Y thỏa mãn một điều kiện gì đó thì mình nháp trong đầu là Y sẽ phải cố định và tất nhiên là nó ở đâu đó trên hình ở đâu đó trên hình tí nữa thì ta sẽ tìm sau nhưng mà chắc chắn là nó phải ở đâu đó rồi y cố định nhá y cố định thế mà a b c cũng cố định ta thấy không nào a b c cũng cố định vậy chúng ta sẽ có được những cái gì chúng ta sẽ có được y a bình phương y b bình phương và y c bình phương là là không đổi tức là nó phải cố định rồi cái chỗ này này chỗ này và chỗ này cố định thì chỉ còn cái gì thay đổi chỉ còn còn m y là thay đổi m là thay đổi nhá còn con đã nhìn thấy chưa nhìn thấy vấn đề chưa mấu chốt là gì là đưa về một vector đưa về một cái thay đổi thôi thì mới làm được thì m ở đây là cái thằng thay đổi nhá m thay đổi đây là cái này thế thì làm sao mà để cái bài này nó dễ khi mà chỉ cho cái thằng này thay đổi thôi còn ba cái thằng này cố định thế thì hãy cho thằng này bằng không Đúng không? Vậy thì vậy thì hãy chọn y sao cho sao cho 4IA cộng với IB cộng với IC bằng vector 0. Thì cả cái tích vô hướng này sẽ bằng 0 và nó biến mất. Nó biến mất thì nó chỉ còn cái đại lượng này. Đại lượng này thì lại có ba ông này cố định thì chỉ còn có mỗi một cái ông này thay đổi thôi. Thì lúc đấy mình chỉ xử lý cái thằng này thôi. Y thì cố định ở đâu đó M thì di chuyển Vậy thì ta sẽ tìm được mắc min Đúng không nào Đấy Thì cái Y là phải Y phải thỏa mãn cái hệ thức này Đấy thì sau khi nháp hết như thế rồi thì bây giờ vào trình bày lời giải nhá thì bây giờ cắt ngang cái đoạn này đi Đấy, xong bây giờ bắt đầu vào lời giải thì câu đầu tiên bọn con sẽ viết là thế nào câu đầu tiên sẽ viết thế nào mình sẽ gọi y là điểm thỏa mãn hệ thức 4IA cộng với IB cộng với IC bằng vector không chấm. Đấy, gọi Y là điểm thỏa mãn như thế. Thế xong rồi là gì? Mình lại, ở à đây nó đang tiện cái này thì thế nối vào đây nhá à, khi đó, khi đó, cái biểu thức T mà bằng 4 lần MA bình phương cộng MB bình phương cộng MC bình phương. Đấy, thì mình mới chuyển thành là 4 lần vector MA bình phương cộng vectơ MB bình phương cộng vectơ MC bình phương xong rồi bằng vào đây. Đấy bắt đầu viết vào đây. Đấy, lại chép lại cái đoạn này. Đấy, chép lại đoạn này nhá. Bình phương vô hướng thì chèn điểm y vào. Xong rồi, bình vào đây. Xong rồi bình hết ra Xong lại nhân lên đến đây Ok chưa? Ok chưa? Rồi Nhân lên đến đây thì mình cũng Lập luận y như vậy Là y cố định Thì bây giờ mình không nói là ở đâu đó nữa Mà y cố định Rồi A, B, C thì cũng cố định suy ra cái này là không đổi Còn M, Y thay đổi Đúng chưa nào? Còn M, Y thay đổi Và lúc đó thì mình hiểu là Do là Nhân cái này lên Xong rồi đến cái đoạn này mà cái này nó bằng 0 thì chúng ta sẽ viết tiếp vào đây. Đấy, nó chỉ còn là bằng 6MI bình phương cộng 4IA bình phương cộng với IB bình phương cộng IC bình phương hết. Như vậy biểu thức T của mình nó sẽ bằng cái này. Được chưa? Trong đó thì cái thằng này không đổi. Còn thằng này thay đổi. Thế thì việc Tiếp theo mình đánh dấu sao ở đây. Là mình sẽ đi tìm xem tìm xem y ở đâu. Tìm xem y nằm ở đâu. Nha. Y nằm ở đâu. Y nằm ở đâu thì bây giờ ta lại chép lại cái hệ thức mà xác định ra điểm y ấy. Đấy, bây giờ mấu chốt việc là tìm xem y ở đâu. Thì ta có 4 yA cộng với IB cộng với IC bằng vector 0. Bộ số 411 thì vẫn là bộ số mà đề bài đã có ý chọn trước cho chúng ta rồi là tương đối đẹp. Chứ còn người ta lại chọn cái bộ số xấu ấy thì nói rồi là bộ số xấu thì cũng vẫn làm được thôi. Nhưng mà bộ số xấu mà cho thành bài tập và cho thành bài thi thì nó rất là buồn cười tại vì nó phức tạp lắm. Rồi lằng nhằng tính toán số nó cũng xấu nữa. Một rồi làm cả tiếng mới được một bài ấy, thì ai người ta cho vào trong bài thi. Bài thi có 45 phút hay là tiếng rưỡi cho cái bài làm mất tiếng rồi thì còn các bài khác làm sao nên là bộ này vẫn là bộ đẹp nhá nhưng mà thôi đừng hỏi thầy những bộ xấu quá nữa làm ngại lắm làm nốt cái bài này thôi được không nào tiếp tục nhá thì ta, ta lại phải nhớ cho thầy là cứ cái cặp mà một một này này thì bọn con nhớ tới tới quy tắc trung điểm quy tắc trung tuyến nhớ không đây lại nhắc lại vào đây cho ai quên là à, ví dụ có đoạn BC đi nhá BC này có trung điểm là E đi rồi có một điểm y bất kỳ đi thì trung điểm nhá thì lúc nào ta cũng có hệ thức là eb cộng ec bằng vectơ không xong lại có ib cộng với ic thì bằng hai lần ie đấy đây người ta gọi là công thức thầy thầy, thầy dạy vectơ cho các bạn lớp 10 thầy hay gọi là công thức trung tuyến hay là công thức trung điểm tức là cứ hai vectơ trái chiều bằng nhau từ cái trung điểm ấy chĩa sang hai bên thì tổng bằng không rồi vector hai cạnh của tam giác là IB cộng IC thì bằng hai lần vector trung tuyến. Được thế nào? nhá. Rồi. Đến đây thì mình sẽ viết thế này. Từ đó suy ra là 4IA 4IA cộng với 2 lần IE bằng vector 0. E là cái gì? E là trung điểm BC. Đấy, mở ngoặc E là trung điểm của BC đúng ngoặc vào hình vẽ luôn E là trung điểm BC tam giác này đều đúng không từ O kẻ xuống chứ mà thôi kẻ từ A luôn đi kẻ luôn cái đường qua A đi là đường trung tuyến đi đường cao luôn đi vuông góc đây là tại E luôn đấy E là trung điểm BC luôn nhá rồi xong thế tiếp tục mình sẽ chia hai vế cho hai đi thì còn hai lần IA cộng với IE bằng vector 0. Thế có nghĩa là gì? Có nghĩa là suy ra IE phải bằng trừ 2 lần IA. Mình chuyển vế mà. Thế IE mà bằng trừ 2 lần IA thì ta suy ra cái điều gì? Thì ta suy ra đầu tiên là IE và và IA là ngược chiều. Hai vector này phải ngược chiều. Tức là I phải nằm ở giữa đoạn EA. Nhá. Ngược chiều ngược chiều Thế rồi là gì nữa? Độ dài đoạn IE thì dài gấp đôi lần đoạn IA Nào để thầy nhìn xem nó nằm ở đâu nào IE và IA ngược chiều Sau đó thì IE thì dài gấp đôi IE dài gấp đôi Đây Như vậy điểm I của chúng ta sẽ nằm ở đây Đấy Đấy Được chưa? Thế như vậy là Cách xác định là gì? là mình hãy kẻ đường cao AE của tam giác đều của tam giác đều ABC như hình vẽ. Thế và với những cái điều kiện xác định như thế này này thì có phải ta suy ra điểm I nó là ở đâu không? I ở cái kia từ đây suy ra AI chính là cái đoạn mà bằng 1/3 AE ấy thì cái đoạn còn lại sẽ là hai phần thì IE nó sẽ là hai phần đấy đoạn này một phần này đoạn này hai phần này đoạn này một phần tóm lại là ba đoạn này bằng nhau này bọn con hình dung thế nhá thế thì một à, phần ba nhân với AE là cái gì AE là đường cao của tam giác đều thì nó là a căn 3 phần hai cái này bọn con có biết không đây Chứ động đến cái gì cũng không biết mà thầy cứ giải thích hết thì cái vít này nó phải hàng tiếng thôi cái đoạn này thì thôi nhá đường cao của tam giác đều là a căn 3 trên 2. Còn nếu không biết thì viết xuống phần bình luận, thầy lại làm riêng một cái viết để cho bọn con. Tính toán độ dài đường cao của tam giác đều nhá, chứ không lôi hết vào trong viết này. Được chưa nào? Rồi, tiếp tục bằng Cái này thì nó là a căn 3 trên 6. Đấy. Thế thì sau khi tính toán, chúng ta chốt được với nhau về độ dài. Mà bài này đang tính mắc min à? Thì tính lại luôn cho bọn con được để cho nó trọn vẹn luôn thầy thì đừng viết trong phần bình luận làm gì thầy lại phải làm viết khác thì làm luôn rồi viết này luôn cho xong đây tí nữa giải thích cho góc kia tí tẹo thôi bây giờ chốt lại này là có cái gì là có là ai nhá bằng với io nhá bằng với oe luôn nhá mà bằng a căn 3 trên 6 nhá và nó là 1 phần 3 của cái thằng ae nhá đấy thế còn ao bằng cái gì ao nhá thì bằng 2 lần AI nhá. Thì bằng A căn 3 trên 3. Thì bằng bán kính luôn nhá. Thế còn thằng AE ấy. Thì nó chính là bằng A căn 3 trên 2 nhá. Vì sao? Vì sao? Thì đây. Với một cái tam giác đều. A, B, C. Mà kẻ cái ông E này xuống đây là trung điểm. Thì bọn con thấy là cái này cạnh A này. Cạnh này cạnh A này. Thì thằng này là A trên 2. Thằng này là A trên 2. Vậy chỗ này mình Pythagore nhá. Pythagore thì mình có là AE bình phương bằng AC bình phương trừ EC bình phương. Nhìn đi xem đúng không? Đây AE chưa biết đây. Dấu hỏi đây bình phương thì bằng cạnh huyền bình phương trừ cạnh góc vuông bình phương. Vậy thay vào đây thì bằng gì? Bằng A bình phương trừ A trên 2 tất cả bình phương. Vậy là bằng A bình phương trừ A bình phương trên 4. Kết quả ra 3A bình trên 4. Vậy từ đây suy ra AE Chính là bằng A căn 3 phần 2 Nhá, thôi Viết luôn cho xong Khỏi phải làm viết mới làm gì cả Thế xong rồi sao tiếp nữa Xong rồi Bây giờ Mình đang nói đến đâu nhỉ Cần phải mở Y I. À, Y cố định rồi Đây, Y nó nằm ở đây Đấy, chốt lại là Y cố định Ở hình vẽ thôi ở hình vẽ thôi đấy y nó nằm ở đây này cái đoạn này là 1 phần ba của cái chiều cao nhá từ đây đến đây là cái bán kính nên nó là trung điểm của cái bán kính AO đúng chưa như vậy là y cố định và nó có tính đối xứng rất là cao bởi vì y nó nằm giữa nằm ở cái trục giữa của tam giác đều ấy nó cách đều BC luôn IB nó bằng IC luôn nhá tiếp tục này à, cái biểu thức T của mình lúc nãy là bằng 4 lần sáu à, 6 lần chứ nhỉ thì nhớ nhầm là gì 6 lần MI bình phương cộng 4 lần IA bình phương cộng IB bình phương cộng IC bình phương. Thế thì bây giờ mình mới lập luận lại cái đoạn đó là gì? Là y và a và b và c là cố định. Nên suy ra là IA bình phương, IB bình phương, IC bình phương là không đổi Đúng không? Thế thì bây giờ T min Khi và chỉ khi là 6 lần M y bình phương Là nó min Khi và chỉ khi là M MI nó min Đấy Thế thì M nó chạy trên đường tròn Thì thầy nháp cho chúng ta vài cái vị trí của điểm M Ví dụ như là đây M nó như thế này hay là mi nó như thế này, hay là mi nó như thế này, hay là mi nó như thế này có vẻ nó càng ngày càng dài ra đúng không đến đây thì nó còn dài ra tí nữa đến đây nó lại còn dài ra tí nữa nếu mà m nằm ở đây đến đây nó cũng dài ra chút nữa thế thì ngược lại đi mình lên quay lên trên này đi đến đây đi m ở đây đi quay lên đây đi m ở đây à thì khi nào mà m trùng vào cái điểm a này này đấy đây này thì nó sẽ là thẳng ngắn nhất còn sang bên này có vẻ nó lại bắt đầu dài dần ra thì phải cứ đi qua điểm a xong đi xa dần xa dần là nó sẽ cứ ngày càng dài thì phải xuống đến đây là nó lại dài ngoãn ra rồi đây này xuống đến đây nó lại dài thêm một tẹo đây này đấy thế thì m i min khi và chỉ khi m trùng với điểm a nhá m trùng với điểm a cái đoạn này thì <laughs> thì lại phải bảo bọn con tạm chấp nhận cái mô tả của thầy vừa rồi trên hình vẽ là hãy cho m chạy lung tung trên đường tròn thì bọn con phát hiện ra tính đối xứng hai bên tính đối xứng hai bên xong rồi m m nằm với phía a thì nó min còn nếu bài nào nó hỏi mắc thì bọn con có biết m nó nằm ở đâu không mắc nhá mắc thì nó nằm ở cái điểm đối xứng ở dưới này này đây này a B, C, d đi nhá điểm d thì thầy ghi nhỏ thêm cho bọn con vào đây nếu bài này hỏi t mắc thì sẽ suy ra là m trùng với điểm d còn t min thì thầy vừa nói rồi, mô tả rồi là m trùng với điểm A. Chỗ này thầy sẽ giải thích ở một bit khác. Chứ bây giờ thực sự giải thích vào đây nữa thì nó dài quá mà nó cũng lan man nữa. Bây giờ min khi m trùng A, việc của chúng ta là đi tìm min, tìm bởi vì phải tính giá trị của t mà. Thế m trùng A rồi, m trùng A rồi, thì lúc đó, lúc đó cái m này nó trở thành gì? Thì suy ra 6 mi bình phương chuyển thành 6 lần AI bình phương. Lúc ấy thì nó bằng 6 lần AI. Vậy cái T bây giờ trở thành gì? 10 lần IA bình phương. 6 cộng 4 mà. Cộng với IB bình phương. Cộng với IC bình phương. Rồi bây giờ ta sẽ đi tính IA. Này, IA thì lúc nãy mình có rồi đây này. IA đầy chứ đâu. Thế còn IB? IB và IC có chưa ta? IB À IB IB thì phải tô đậm đậm một chút xíu nha Cho ta nhìn không, không nhìn thấy Đây, à, IB này ib Thì mình sẽ Pythagore ở tam giác vuông này được không Rồi ừ, Nháp vào đây 10 lần IA bình phương Cộng 2 lần IB bình phương Tại vì hai ông này bằng nhau Bằng tiếp 10 nhân với IA là cái gì IA là A căn 3 phần 6 bình phương cộng 2 nhân. IB bình phương thì thầy sẽ dùng Pythagore nhá IB thì là IE. IE bình phương cộng BE bình phương. Đóng ngoặc. Cố gắng tính lốt sang bên này cho nó xong được không? Bằng vào đây. 10 nhân với 3a bình trên 36 cộng 2 nhân với mở ngoặc IE bằng cái gì lúc nãy mình có nói không? IE IE nó là hai đoạn đấy. Thì chấm phải vào đây một tí này. IE thì nó bằng hai lần IO. Hai lần IO thì nhân đôi vào. Thì nó là a căn 3 phần 3. Thực ra nó chính bằng bán kính ấy mà. Vậy thì chỗ này sẽ là a căn 3 phần 3 tất cả bình cộng với be a phần 2 tất cả bình. Đó. Vậy chỗ này sẽ thành là 30a bình trên 36 cộng với chỗ này bình lên là a bình trên 3 nhân 2 vào là 2a bình trên 3 cộng với chỗ này a bình trên 2 rồi Ok cái này rút gọn cho 6 Thì còn 5A bình trên 6 Cộng 2A bình trên 3 Cộng A bình trên 2 Sao mà nặng nhắn quá 4 này Quy đồng lên thành mẫu chung là 6 đi nhá Tất cả là 6 đi Thì chỗ này thành 4 Là 9 9 chia 6 lại là 3 phần 2 3 phần 2 cộng 1 phần 2 là 2 Ờ 2A bình phương Đấy Tóm lại cái bài này Thầy chốt vào góc này cho chúng ta Vậy T Là cái biểu thức bọn con hỏi ấy Min Chính là bằng 2A bình phương Khi M Trùng vào A Với cái đề bài của bọn con Nhá Đấy Kết quả như vậy Chúng ta xem đi Có hiểu không Chỗ nào không hiểu thì lại Viết trong phần bình luận Thầy giải thích cho chúng ta sau